Hello cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ có nguyên liệu là bao gồm là sườn non chay, nấm linh chi, nấm đùi gà baby và đậu hũ. Hôm nay chúng ta sẽ làm một món chiên và một món canh. Bao gồm món chiên thì chúng ta sẽ có sườn non chiên. Thì sườn non chúng ta sẽ ngâm trước 20 phút cho nó mềm ra, sau đó chúng ta sẽ xé nhỏ hoặc là bạn có thể chiên nguyên miếng. Nhưng mà tôi thích xé nhỏ để cho dày ướp. Ướp một tí xíu muối thôi nha, một tí xíu muối cộng với sả và chiên giòn lên. Chiên tới khi mà vàng thì chúng ta sẽ gấp ra. Nên nhớ là để giữa lửa phải thôi, giữa lửa lớn quá nó sẽ khét của đồ ăn của mình. Tiếp tục mình sẽ phi tỏi để mình xào nấm. Tại hôm nay mình sẽ có món canh mà, thì xào nấm trước. Và nên nhớ lưu ý rằng là nấm có mùi khó chịu, cho nên là khi mà chúng ta rửa chúng ta phải mạnh tay dắt nước thật là sạch 2-3 nước. Đặc biệt là chúng ta đừng có sợ nó bị rã, nó không có bị rã đâu. Và chúng ta sẽ xào lên mà nêm một tí xíu muối, một tí xíu hạt nêm và một tí xíu đường để cho cái nước dùng của mình nó được ngọt. Sau đó chúng ta sẽ chế nước lọc vào và đun sôi lên một tí xíu nữa. Thì chúng ta sẽ bỏ những cái nguyên liệu sau cùng như là đậu hũ nè. Và Tú còn có cho một cái gói nữa, chính là cái gói rong biển ăn liền. Thì lát hồi mấy bạn sẽ thấy cái gói đó. Thì chúng ta sẽ xào nấm một tí xíu, cho nước lọc vào, là đun sôi lên một tí xíu nha. Và cái món này chúng ta có thể ăn với cơm, hoặc là ăn với lại bún hoặc là hủ tiếu cũng rất là ngon. Nước dùng thì thanh thanh ngọt ngọt từ rau củ nè, từ nấm nè. Và tiếp tục mình sẽ cho hành lá vào cho có màu xanh, cho nó đặc sắc nha. Và tiếp tục thì mình sẽ đun sôi một tí xíu nữa và cho đậu hũ vào. Và bước nữa đó chính là cho cái gói rong biển ăn liền. Đây là một cái hương liệu, một cái sản phẩm mà tôi rất là thích. Tại vì một gói 5.000 thôi, nhưng mà chúng ta có thể ăn liền. Đổ ra tô thì nó sẽ nở ra những cái sợi rong biển. Và bây giờ cái phần súp, phần canh của mình cũng đẹp đó mọi người. Có màu xanh nè, có màu nâu, có nấm nè, màu trắng nè. Thì nó sẽ ngọt, thanh, ăn vào nó sẽ rất là mát. Và đặc biệt là thích hợp cho những bạn nào mà thích ăn cái những cái loại canh mà thanh thanh ngọt ngọt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức thôi. Chúng ta sẽ có sườn non chiên giòn, mặn mặn, béo béo, thơm. Cùng với lại canh súp ngọt ngọt thanh thanh. Thì cực kỳ hợp lý luôn. Một món mặn và một món thanh ngọt. Chúng ta sẽ ăn với cơm trắng. Thì chúng ta có thể ăn nhiều cách. Ví dụ như bạn thích ăn kiểu như gọn gàng thì bạn có thể ăn là vừa ăn cơm, vừa ăn sườn non, sau đó mình húp canh. Còn đôi khi Tú cũng hay trộn hai canh này để ăn với nhau luôn, là trộn lại hai thứ và ăn. Canh thì thanh ngọt, nước dùng thì tươi mát, vị thanh thanh của đậu hũ nè, rồi vị ngọt từ nấm baby, nấm gà đùi gà baby nè, rồi nấm linh chi nữa, rất là tốt luôn, rất là ngon. Không hiểu sao sườn non chay nó đơn giản như thôi nhưng mà ăn rất là ngon mọi người ơi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.